Tập 9. Vì sao anh phải gọi điện thoại hỏi anh tôi đang ở đâu? Anh tìm anh ấy có chuyện gì? Vì sao muộn như vậy rồi còn đứng ở ngoài? Không lẽ là muốn hỏi tôi những chuyện này sao? Là tôi hỏi anh trước mà. Cô hỏi tôi thì tôi phải trả lời à? Tôi không cần thiết phải báo cáo cho cô. Thế cả ngày hôm nay anh đã chạy đi đâu? Quan tâm tôi sao? Không lẽ cả ngày thấy tôi không về nhà nên mới chạy ra ngoài chờ tôi? Ai thèm quan tâm anh? Chỉ là trùng hợp nên gặp được anh mà thôi. Tốt nhất là vậy. Nếu như thật sự không có chuyện gì, vậy vì sao anh không dám nói cho tôi biết? Có chuyện gì hay không đều là chuyện riêng của tôi. Có nói cho cô biết hay không là do tôi muốn hay không thôi, chứ không phải là dám hay không dám. Muộn như vậy rồi còn đứng bên ngoài, mau chóng vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn một người bị ốm thì cả nhà phải rối cả lên. Thật ra thì lời nói dối có thiện chí cũng là điều rất quan trọng. Tuy là anh không nói, nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện. Hai người đều ở đây, sao lại không bật đèn? Anh bị điên rồi sao? Thế này mà còn không nhìn ra, bật đèn làm gì? Sao chẳng hiểu lãng mạn là gì hết? Tối thui tối mò như vậy, có cái gì mà lãng mạn? Đúng là khó hiểu. Chắc là mọi người có rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Tôi không làm phiền nữa. Để anh đưa em về. Cười vui vẻ như vậy, có phải là mơ thấy bố rồi không? Đợi ngày mai tỉnh dậy thì giấc mộng này có thể trở thành hiện thực rồi. Dương Quang à, con phải cảm ơn sự giúp đỡ của chú người băng Nam Cực nha. Hạo Phong, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Tiêu Tiêu à, hôm nay em thật sự rất đẹp. Cảm ơn. Hãy subscribe.
Bố, Lập Dương, hôm nay con có chút chuyện, cửa hàng làm phiền mọi người. Được rồi, con cứ đi làm đi. Bác Trần, Lập Dương, chị Tiểu Hạ, hôm nay chị có một số công việc cá nhân, muốn xin nghỉ làm, không biết có được không? Được chứ. Cảm ơn. Vậy chị đi nha. Hôm nay sao thế nhỉ? Cả hai đứa, đứa trước đứa sau đều ra ngoài. Bố thật sự sẽ xuất hiện, giống như chú Hạo Phong nói có phải không? Mình nhất định phải để cho các bạn nhìn thấy mình không nói dối. Bố mình trông vừa cao vừa đẹp trai, là người đàn ông cường tráng nhất, dũng cảm nhất trên thế giới này. Bố à, nhất định sẽ không làm cho Dương Quang thất vọng có phải không? Hôm nay cuối cùng mình cũng trông ra dáng hơn rồi. Dương Quang, hy vọng con nhìn thấy bố sẽ không làm cho con thất vọng. Cho dù chỉ có một ngày thì bố cũng sẽ cố gắng giành được tôn nghiêm vì con. Anh à, tôi cầu xin anh tha cho tôi. Hôm nay tôi chuẩn bị đi gặp con trai của mình. Với cái dáng vẻ này của mày, giống hệt như mấy con chó quan trên đường. Nếu như con trai của mày nhìn thấy thì cũng cảm thấy xấu hổ. Hạo Phong, tôi thật sự thất hứa, tôi xin lỗi. Xin cậu hãy nói với Dương Quang, nhất định phải tin bố nó. Lần sau bố nó nhất định sẽ tới. Dương Quang, bố cậu đâu? Không phải cậu nói là ông ấy nhất định sẽ tới à? Ông ấy chắc chắn sẽ tới. Giống dĩ cậu không có bố, bố tớ là đặc công, ai mà thèm tin chứ. Anh ta gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, mãi mãi luôn như thế. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không để cho Dương Quang một mình đối diện với tất cả. Cô đi thì sẽ chỉ càng làm cho Dương Quang bị các bạn chê cười mà thôi. Tôi thà lựa chọn cùng bị chê cười với Dương Quang, còn hơn là để cho nó một mình gánh vác tất cả mọi thứ bi thảm. Thật ra thì vẫn còn lựa chọn tốt hơn. Dương Quang nói khoác. Dương Quang nói khoác. Cháu muốn đi đâu? Không phải muốn thi à? Không phải đã nói muốn đánh bại tất cả các bạn để giành được tất cả ngôi vị quán quân của các hạng mục sao? Chú, sao có thể thua được chứ? Cháu đừng có quên, chú là đặc công thần bí. Chú là ai? Chú là bố của Dương Quang. Bố à? Có thật không? Thực ra thì vẫn còn lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn. Tôi có thể đóng giả làm bố của Dương Quang. Không phải anh ghét nhất là nói dối sao? Vì sao tôi không thể nói dối? Chỉ cần một ngày tôi đóng giả làm bố của Dương Quang, thì Dương Quang vẫn có thể lấy lại tự tôn ở trước mặt các bạn. Lời nói dối như vậy tôi cảm thấy rất xứng đáng. Chẳng phải cuộc thi sắp bắt đầu rồi sao? Các cháu nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Đừng để tới lúc thua thì các cháu chỉ có thể trốn trong góc ngồi khóc. Đi, mau lên mau lên. Chú Hạo Phong, chú Dương Quang, hãy nhớ, chút nữa đừng có gọi sai.
vì huy chương và giải thưởng của chúng ta, cùng nhau cố gắng. Canh hoành thánh đây, từ từ mà dùng. Dạ được, cảm ơn. Bác Trần, bác Trần, bác nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện của cửa hàng cứ giao cho cháu. Cháu có làm được không? Từ trước tới giờ cháu đã từng chạy bàn chưa? Chú yên tâm đi, từ nhỏ cháu đã nhìn Dương 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 chạy bàn, nhìn bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không biết? Hơn nữa cháu cảm thấy ở đây rất náo nhiệt. Được rồi, vậy thì chú giao hết cho cháu. Chú đi nghỉ ngơi một chút. Dạ được. Quan nghênh quý khách, mời vào trong. Hai vị, xin hỏi hai vị muốn dùng gì? Hai bát canh hoành thánh và một lòng bánh bao nhỏ. Canh hoành thánh. Hai bát canh hoành thánh, một lòng bánh bao nhỏ. Anh yêu em. Quá khứ là thế, bây giờ vẫn vậy. Tương lai vẫn sẽ yêu em sâu đậm. Điều mà anh muốn nói với em cũng chính là điều mà từ trước tới giờ em vẫn muốn nói với anh. Cái này không phải là để dành cho em. Anh nghĩ cái gì vậy? Hôm nay anh đang là đầu bếp. Quá 5 phút thì đơn hàng này sẽ được miễn phí. Anh hai nhất định sẽ tính cho anh. Nhanh lên đi. Nhanh lên Dương Quang. Mau lên, mau lên Dương Quang. Thắng rồi, thắng rồi. Chỉ như vậy thôi. Hoành thánh, hai bát hoành thánh. Xong rồi. Hai người đẹp, muốn ăn gì? Hai bát hoành thánh. Dương Quang, cố lên. Dương Quang, nhanh nào. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Sao vậy? Cháu cảm thấy như là đang nằm mơ. Đau. Sao chú lại nhéo má cháu chứ? Biết đau, chứng tỏ không phải nằm mơ. Thế sao chú không nhéo chú mà lại nhéo cháu? Là cháu tự nói đang cảm thấy nằm mơ mà. Chú làm như vậy là muốn để cháu biết điều này không phải là nằm mơ. Chú Hạo Phong mà. Cháu thấy chú không giống với trước đây chút nào cả. Sao vậy? Trước đây chú là người băng nam cực, suốt ngày lạnh lùng. Cháu còn cho rằng chú rất ghét cháu. Từ trước tới giờ chú chưa từng ghét cháu. Bây giờ thì cháu biết rồi. Nếu không thì chú sẽ không giúp cháu lấy được nhiều quy chương như vậy. Vậy ý của con là nói chú ấy ghét cô rồi. Sao mới có chốc lát thôi mà lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Dương Quang, qua đây ủ ấm cho cô con đi. Đàn ông đang nói chuyện thì phụ nữ đừng có xen vào. Dương Quang, hôm nay giành được nhiều quy chương như vậy, còn có cả giải thưởng, con cảm thấy như thế nào? Tuyệt quá đi. Cháu cảm thấy chúng ta như là Luffy và Zoro, là đối tác hoàn hảo nhất. Nếu như chúng ta đã là đối tác hoàn hảo nhất, vậy thì có nên uống vài ly để chúc mừng không? Được, không thành vấn đề. Đi nào.
Con mới mấy tuổi thôi, anh đã dẫn nó đi uống rượu à? Đi thôi. Chờ một chút. Mau lên mau lên. Tôi nói này, hai người dừng lại. Để chú bắt cháu. Như Lai thần trưởng. Được rồi, chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Vẫn là bạn tốt, có được không? Nói thật thì tôi cũng không muốn mất đi người bạn tốt giống như cậu. Thật sao? Như Lai thần trưởng, cậu làm thật à? Đừng có ép tôi đấy. Nếu không, tôi không khách sáo đâu. Tới đi, tới đi. Quỳnh Hoa Bảo Điển. Nào, ra tay đi. Nào, nào, nào. Cậu là nữ hiệp. Cậu trước đi. Cậu trước, cậu trước. Cậu trước. Vậy tôi làm trước nha. Cậu trước. Dán lên. Dán rồi. Làm bạn còn tốt hơn là lập dương không để ý tới mình. Cạn ly, cạn ly. Vừa mới vận động xong mà ăn nhiều đồ lạnh như vậy, ăn chậm thôi. Lúc đàn ông ăn kem thì phụ nữ không được chen mồm vào. Nói chuyện kiểu gì vậy? Dương Quang, cái tốt thì không học, sao lại học theo người băng nam cực? Tôi thấy cả hai người đều là trọng nam khinh nữ. Vì vậy mới nói, lúc đàn ông nói chuyện thì đừng có xen miệng vào. Đúng. Dương Quang, hôm nay chú Hạo Phong giúp cháu nhiều như vậy, có phải nên báo đáp một chút không? Được, chú nói gì cháu cũng đồng ý. Vậy thì chuyện chú Hạo Phong tham gia hội thể thao ngày hôm nay không được nói cho ông và cả chú Lập Dương biết. Đây chính là bí mật giữa hai người đàn ông chúng ta. Cháu có làm được không? Vì sao chứ? Anh ấy ghét nhất là nói dối. Nhưng mà hôm nay vì Dương Quang mà đã nói dối giả làm bố của Dương Quang. Mình nghĩ chắc là anh ấy không muốn làm bác Trần và Lập Dương biết mình đã nói dối. Nhưng mà chúng ta đã lấy được 3 tấm huy chương, còn cả giải thưởng, còn có cặp sách nữa. Để ông biết không phải rất tốt à? Chắc chắn ông sẽ rất vui. Dương Quang, nghe lời chú Hạo Phong đi. Chuyện mà chú Hạo Phong bảo con làm chắc chắn là có lý do. Được rồi. Hạo Phong, hôm nay cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho Dương Quang. Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi ở trong quán lâu quá, cho nên mượn cơ hội ngày hôm nay ra ngoài để vận động gân cốt, tiện thể ôn lại kỷ niệm thời còn đi học. À phải rồi, chú Hạo Phong, chẳng phải chú nói là hôm nay bố của cháu sẽ tới sao? Vì sao lại không tới? Cô à, sao cô lại cướp kem của cháu chứ? Cô thấy cô ăn không hết nên cô ăn giúp thôi. Việc này không cần cô giúp, con có thể tự mình giải quyết. Trả cho con đi, trả cho con, trả cho con. Con có thể tự mình ăn được mà. Trả cho con đi. Con không cần cô giúp, con tự ăn được. Trả cho con đi. Dương Quang, cháu đang làm gì vậy? Sao cháu lại giặt quần áo? Chú Hạo Phong, hôm nay chú đã giúp cháu một chuyện lớn. Cháu làm chút chuyện cho chú cũng là chuyện thường. Bởi vì cô giáo từng nói chúng cháu phải biết làm việc nhà từ khi còn học tiểu học. Chú Hạo Phong mà, chú xem cháu giặt có sạch không? Sạch lắm. Hơn nữa còn không làm tay bị thương. Bố à, bố làm sao thế? Không sao, không sao. Bố phát hiện tuổi đã cao nên có một số chuyện lực bất tòng tâm.
Bố à, mỗi ngày bố đều thức khuya để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Dương Quang. Như vậy làm sao có thể nghỉ ngơi đàng hoàng được? Bố à, chi bằng như vậy, sau này những chuyện như vậy để con làm cho. Được, giao cho con thì bố yên tâm. Tình trạng dạo gần đây của ông không tốt cho lắm, nhanh chóng nằm viện, không được bỏ lỡ. Có thể quản thêm một thời gian không? Còn quản nữa à? Ông đừng lấy sức khỏe của bản thân ra đùa chứ. Tôi biết, đợi tôi sắp xếp xong hết mọi chuyện thì tôi sẽ tới chỗ ông ghi danh. Thế thì ông phải nhanh lên, nếu để muộn hơn thì tôi cũng hết cách. Được rồi, ông cứ yên tâm. Tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng già này để ôm cháu nội. Vậy tôi đi trước. Được. Đồ ăn mà Hạo Phong và Lập Dương nấu không giống nhau chút nào. Có chỗ nào không giống đâu, đều rất ngon. Ví dụ như con cá chép này, cá chép nướng tương. Thì ra là tên như vậy. Tôi chỉ biết nó tên là cá chép. Thật ra loại cá này thịt cá tươi ngon, cho vào miệng lập tức tan chảy, thịt rất chi là mềm, còn có một vị thơm ngon đặc biệt. Cách dùng tương để nướng thật sự làm tăng ưu điểm, đặc biệt là hành và tỏi được đệm ở dưới rất là thấm, thơm quá đi mất. Vấn đề là vì quá thơm nên át hết cả mùi của món chính. Át hết mùi vị à? Cái mùi thơm nồng nặc đã che lấp hết mùi vị tươi ngon vốn dĩ của con cá. Em đã cố hết sức rồi, còn cho rằng lần này có thể đuổi kịp anh hai. Chú Lập Dương, chú không cần phải buồn. Thật ra khi cháu ăn, mùi vị cũng na ná nhau thôi. Lập Dương à, thật ra sự khác nhau của cậu và Hạo Phong khi làm món này chỉ là vì cách nêm nếm gia vị. Không hiểu. Các gia vị như nước tương đen, sa tế, rượu Thiệu Hưng không nêm nếm chuẩn như Hạo Phong. Ngoài những gia vị này ra thì Hạo Phong còn cho thêm một gia vị là xoài vào nữa. Tuy rằng đều là nướng tương, nhưng mà sau khi dùng thêm xoài thì cá chép sẽ càng thêm tươi ngon và mềm hơn. Hạo Phong à, con hãy mau chóng đi chuẩn bị vài món tráng miệng. Đây chính là ba món tráng miệng thương hiệu của cửa hàng Trần Gia. Cháu hãy nếm thử xem có thể nói được chúng dùng những nhân gì và nguyên liệu gì không. Cháu nếm ra được gì thì cứ nói cái đó. Bánh cua xốp hoàng kim có thịt cua, ba tê gan ngỗng, ớt xanh, ớt đỏ, nấm hương, hành tây, măng. Ăn thì giòn rụm, ngoài măng ra thì hình như còn có cả mã thầy nữa, đúng không? Chị Tiểu Hạ, chị đúng là quá lợi hại. Tốt, món tiếp theo. Nếu như là món bánh bao thương hiệu này thì có thịt lợn, nước cốt, muối, bột ngọt, đường cát, dầu lạc, còn có cả mùi vị của nấm cục đen nữa. Nhưng mà sau khi ăn lại cảm thấy giống như là nấm lớn hơn. Chị Tiểu Hạ, món cuối cùng, bánh xốp sóc chuột. Bên trong có thịt gà thái lựu, nấm hương thái lựu, hạt thông. Nếu như ăn cùng với canh hoành thánh thì càng hoàn mỹ hơn. Đúng hết, chính xác hoàn toàn.
Chị Tiểu Hạ, chị thật sự có cái vị giác trời sinh. Thảo Phong à, biểu hiện của Tiểu Hạ ngày hôm nay con cảm thấy như thế nào? Con thừa nhận đúng là cô ấy có vị giác trời sinh, giống như là Lập Dương đã nói. Đúng, người có vị giác như vậy, quan cảm thụ vị giác của người đó có thể phân biệt được sự khác biệt dù nhỏ nhất trong đồ ăn. Có lẽ trong 1 triệu người thì chỉ xuất hiện 1 người mà thôi. Đó là một khả năng thiên bẩm trời ban, thiên tài tuyệt đối. Tuyệt đối cũng sẽ trở thành người phù hợp nhất để làm đầu bếp. Nhân phẩm của Tiểu Hạ cực kỳ tốt. Nó lại rất có tố chất. Sau này có thể trở thành một người đầu bếp giỏi. Bố à, bố đang muốn bắt đầu từ Tiểu Hạ, gây dựng lại tiếng tăm và làm cho cửa hàng lâu đời của Trần gia rạng rỡ giống như lúc trước. Nhưng mà dựa vào tính cách của Tiểu Hạ, bố tôi nói ông ấy muốn truyền lại thủ nghệ của Trần gia cho cô. Bác Trần nói muốn truyền thủ nghệ của Trần gia cho tôi à? Vì sao bác Trần lại làm như vậy? Tôi sống ở trong gia đình này đã cảm thấy rất mãn nguyện. Tôi chưa từng nghĩ tới. Vốn dĩ bản thân tôi tính nông nổi, làm việc gì cũng sơ sài đại khái, hãy nhìn thấy số má là đau đầu. Nói thật, tôi lại không hề có kinh nghiệm bếp núc gì. Truyền thủ nghệ lại cho tôi, nhỡ đâu bị tôi làm hỏng thì tôi sợ sẽ làm bác ấy thất vọng. Tôi sớm biết là cô sẽ nói như vậy. Không lẽ anh ấy lại nghĩ mình đang nói dối? Tôi nói thật mà. Tôi không hề nói dối. Anh đang cười cái gì? Không có gì. Chỉ là lúc cô không nói dối, nhìn trông có vẻ rất thành thật. Mình làm sao vậy? Càng ngày càng dễ bị cái người băng cực này làm cho rung động. Tôi tin bố tôi, cô quyết định như vậy chắc chắn là có lý do. Tôi cũng tin là cô sẽ không khiến cho họ thất vọng. Vì vậy, tôi và bố mình thật sự hy vọng cô có thể đồng ý. Tôi đồng ý. Có điều, không lẽ cô còn muốn đưa ra điều kiện gì à? Cái tên này vừa mới nói những lời cảm động xong lại bắt đầu làm người ta bực bội. Đúng, tôi muốn đưa ra điều kiện. Điều kiện là anh phải là sư phụ của tôi. Là cách sử dụng nhiều nhất đối với bộ, cũng là điều cơ bản nhất. Chủ yếu là phải dựa vào cánh tay của cô cùng với cổ tay của cô, kết hợp với bàn tay của cô, đẩy về phía trước, nhào, dùng lực phù hợp. Không cần dùng lực như vậy. Cô phải cảm nhận một chút. Cô hãy nhắm mắt lại.
dùng xúc giác của cô, dùng cả trái tim của cô để từ từ cảm nhận cục bột mì trong tay của cô. Cô cảm nhận được gì? Cô không cảm nhận được cục bột mì trong tay của cô. Thật ra nó có sinh mệnh à? Nó có da, có hơi thở, có cảm xúc. Nếu cô không dùng trái tim mình thì cô sẽ không thể cảm nhận được. Như vậy thì bột mì mà cô làm ra sẽ không được ngon. Tôi không cảm nhận được những gì anh nói. Đó là vì cô không dùng trái tim. Nhưng mà tôi đã cố gắng tưởng tượng. Không phải là tưởng tượng. Bột mì có sinh mạng. Nó có thể truyền tải sự chăm chỉ của cô. Truyền tải sự chăm chỉ à? Nếu như cô hy vọng khách hàng đến với cửa hàng có thể có được hạnh phúc, làm cho họ sau khi ăn được đồ do cô làm có thể cảm nhận được niềm vui, vậy thì việc đầu tiên quan trọng nhất là đem niềm vui và sự hạnh phúc truyền tải vào chỗ bột mì này. Đó chính là tấm lòng của cô. Thì ra muốn mang đến cảm giác hạnh phúc cho mọi người thì trước tiên phải đem niềm hy vọng tốt đẹp truyền tải vào trong bột mì. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ bột mì. Chả trách đồ tráng miệng của cửa hàng lâu đời Trần Gia lại có nhiều người thích như vậy. Bất kể là đi tới đâu, chỉ cần là nơi có cô thì đó chính là nhà của Dương Quang. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Hạ và Dương Quang chính là người nhà của chúng ta. Đúng, người nhà. Lúc vui thì cùng nhau cười, lúc buồn thì ôm nhau. Tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Hạ chính là gì? Chính là muốn dành cho Dương Quang một mái ấm, ấm áp và yên ổn. Thả tôi xuống. Dương Quang về nhà nào? Tôi làm như vậy là muốn để cô biết được điều này không phải là mơ. Cảm ơn. Dục tốt bất đạt, nghỉ ngơi một chút rồi luyện tiếp. Không sao, tôi có thể kiên trì. Tôi không tin, tôi không chinh phục được chỗ bột mì này. Tôi biết cô là Superwoman, nhưng mà Superwoman thì cũng phải nghỉ ngơi một chút. Được rồi, tôi luyện tập thêm một chút thì sẽ nghỉ ngơi. Cô có thể phân biệt được ba cái bát này là gì không? Bát này là bột mì. Bát này là bột ngũ cốc. Bát này là bột gạo. Đúng. Vậy cô hãy nói cho tôi biết từng loại nguyên liệu của ba loại bột này. Bột mì được gia công từ lúa mạch. Bột gạo được nghiền từ gạo.
Bột ngũ cốc chắc là được làm từ những nguyên liệu, trừ hai nguyên liệu kể trên, ví dụ như là ngô, gạo nếp, đậu xanh. Chính xác. Đừng tưởng con đã là đầu bếp chính của Trần gia. Điều này không chứng minh rằng con phù hợp. Những thứ cần phải học còn rất nhiều. Sao hôm nay bố lại nghiêm khắc như vậy? Bột mà họ có thể điều chế ra được chia làm những loại nhất định, giống như bột có độ xốp, độ dai, độ dẻo. Chúng thích hợp để làm những loại vỏ bánh khác nhau. Vậy chính là nói tất cả những đồ ăn dùng bột, dùng ba loại nguyên liệu này thì đều có thể làm ra được, đúng không? Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà thật ra không đơn giản chút nào. Chúng có chứa một lượng lớn tinh bột, lòng trắng trứng, vitamin và còn rất nhiều dinh dưỡng khác nhau, có thể mang lại cảm giác no đơn giản nhất cho con người. Cảm giác no? Con nói cho bố nghe, bài học đầu tiên mà bố dạy con về kỹ năng bếp núc là gì? Chuyên tâm. Vì sao phải chuyên tâm? Bởi vì đồ ăn mà chúng ta làm ra đều là những món mà người khác phải nuốt vào. Ngon là rất quan trọng, nhưng mà an toàn mới là điều cơ bản. Con nhìn con đi, quên hết tất cả những điều căn bản. Xin lỗi bố. Lập Dương à, đừng trách bố. Nếu như bố không ép con thì bố sợ bố không còn thời gian để bù đắp tất cả mọi thứ. Giống như là lúc cô đang rất là đói rồi đột nhiên được ăn một bát mì thịt bò nóng hổi. Tôi biết rồi, chính là dùng những nguyên liệu bình thường nhất để làm cho người ta thứ mà họ cần nhất, đơn giản mà lại mộc mạc, thông minh. Cháu thấy món tráng miệng của cửa hàng Trần gia ngon như thế, cháu có biết nguyên nhân gì sao không? Không phải là vì kỹ thuật và kỹ năng của bác Trần rất giỏi à? Cháu đấy chỉ biết nói những câu bên ngoài. Còn muốn lột tả được mùi vị thực sự bên trong nó ra thì cần phải dựa vào một thứ, mà thứ này vừa thực tế lại vừa rẻ, mà nó lại đóng vai trò hoàn thiện cho món ăn. Bác Trần à, thứ mà bác nói là gì vậy? Chính là món canh của cửa hàng chúng ta. Tổ tiên của Trần gia chúng ta là một lang y nhàn rỗi lang thang khắp nơi. Ông đã dùng gần 100 loại thảo dược để hầm thành một loại súp. Theo sự thay đổi của năm tháng thì dược liệu của món canh này dần dần được rút bớt, mà lại tăng thêm rất nhiều nguyên liệu độc đáo. Sau đó trải qua nhiều thế hệ tỉ mỉ điều chế mới có thể trở thành món canh của ngày hôm nay. Thực ra thì cái mà món canh trăm năm này hầm ra được chính là mùi vị của sự hạnh phúc. Nó mang theo sự lắng động của năm tháng. Vì vậy, cho dù là đồ tráng miệng hay là một bát canh hoành thánh quá đổi bình thường, nhưng mà chỉ cần dùng loại nước dùng này để làm nước cốt thì nó có thể mang đến cho con người một loại cảm giác hạnh phúc. Vẫn chưa ngủ à? Không ngủ được. Làm đồ tráng miệng không phải một lúc là xong. Tôi biết chứ, tôi chỉ muốn xem món canh gia truyền một chút. Đây chính là món canh gia truyền à? Thơm thật. Nếu đổ cửa sổ ở đây thì cái mùi này sẽ được gió đưa đi tới tận mấy con phố. Đây mới thực sự là rượu thơm thì không lo ngõ sâu. Hầm cả trăm năm, nhưng mà sau khi nhìn thì vẫn thấy nó trông như thế. Tôi còn cho rằng nó cực kỳ đặc. Bất cứ món canh cổ truyền nào đều được hầm theo thời gian, nhưng mà mỗi tuần chúng tôi đều loại bỏ những gia vị của món canh cũ, rồi lọc bỏ những tạp chất. Như vậy thì nước dùng được lấy ra mới được gọi là nước cốt nền. Tiếp theo chúng ta sẽ cho canh vào trong hũ sứ để kín lại, để nơi khô thoáng, và đến khi nào cần hầm lại thì chúng ta chỉ cần đổ nó vào nồi. Lúc này chúng ta mới cho những nguyên liệu chính và gia vị vào, nhưng mà lượng mà chúng ta dùng sẽ phải giảm bớt một nửa, rồi lại cho thêm một lượng nước sạch phù hợp để tiếp tục hầm. Hạo Phong à,
Có thể cho tôi tự mình làm một bát canh hoành thánh không?